Xin chào các bạn đã đến với kênh Điện tử Nhật Tùng. Tiếp theo thì mình sẽ giúp cho các bạn giải câu thứ hai trong cái bộ đề thi học kỳ 2 2020-2021. Thì cái bộ đề thi này được thi ngày 23, tức là ngày hôm qua. Và hôm qua mình đã giải câu 1 rồi. Thì câu 1 đã khá là nặng rồi, nhưng mà cái câu thứ hai sẽ là một câu cho điểm. Nhưng mà cho điểm không trọn vẹn. Nó không trọn vẹn chỗ nào thì tí nữa sau khi giải xong mình sẽ nói cái vấn đề đó ha. Thì đối với cái dạng đề này nó nặng hơn cỡ 60 đến 70% đối với những cái đề của các năm. Nên là khi các bạn làm cái này sẽ có rất là nhiều chú ý mà các bạn cần phải xem xét cho kỹ cái đề, chứ không là sẽ giải bị sót hoặc là bị thiếu dữ kiện. Đó. Rồi trước khi đi vào bài ấy, thì mình sẽ nói sơ các thông tin bên mình trước ha. Nếu như bạn nào quan tâm tới cái vấn đề mình đang làm giải các cái bài tập này. Ở đây các cái đề này không chỉ đơn giản là giải cho qua môn đâu. Nó còn có tính ứng dụng thực tiễn, nó có một vài cái thuật ngữ khi các bạn đi làm á, bên ngoài các bạn mới gặp. Đó. Nếu như bạn nào chưa biết thì các bạn nên xem lại những cái video trước, tại vì trong đó mình có nói các cái thuật ngữ đó. Rồi, nếu như bạn nào ủng hộ thì các bạn có thể cho mình một cái đăng ký. Ngoài ra nếu mà bạn nào lười đăng ký quá thì các bạn cứ lưu lưu cái kênh này lại là được ha. Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, thì các bạn nên tham gia vào cái group này nè. Bài đăng của mình sẽ đăng lên trên này, hoặc là các bạn không hiểu cái gì á, các bạn cũng có thể đăng lên trên này. À, không hiểu cái gì thì các bạn cũng có thể đăng lên trên này để cho các bạn trả lời. À, nếu như bạn nào làm đồ án hoặc là mua linh kiện á, thì các bạn ghé qua trang điện tử nhattung.com, mọi thông tin nó sẽ nằm dưới này. Các bạn có thể nhắn tin Zalo cho mình hoặc là Facebook cho mình có thể check đơn cho các bạn và mình sẽ báo giá theo cái những cái gì mà các bạn yêu cầu. Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi giải cái câu thứ hai này á. Trước khi đi giải á, thì mình sẽ nói sơ các cái nội dung trước đã. Ở đây mình xét một cái ứng dụng hai vi điều khiển, mà nghe tới hai vi điều khiển thì chắc chắn sẽ có URT rồi. Các bạn chỉ cần bê nguyên cái bài URT đó bỏ vào. À. Thời anh 8M sử dụng dao động trong hoặc dao động ngoài. Cái này mình muốn sử dụng cái nào cũng được, nó không có ràng buộc. URT sử dụng đường truyền là RS232. Tại vì á, lý do tại sao lại có cái câu là RS232 này? Tại vì trong URT nó có hai chuẩn truyền chính là RS232 và RS485. Thật ra RS485 nó cũng từ RS232 chuyển qua thôi, nhưng mà nó vẫn là một cái chuẩn truyền riêng. Nên là trong cái đề này đề cho rất là sát là gì? Cho luôn cái chuẩn truyền RS232. Giao thức 4800. Giao thức 4800 ha. À, nhớ nha, 4800 tốc độ bờ á, 8 bit dữ liệu nè. Và một bit stop thì ở đây là gì? 8 bit dữ liệu, tức là mình truyền một lần là 8 bit. Một bit stop có nghĩa là gì? Truyền nhiều nhất là 7 bit cộng với lại một bit stop nữa là thành bit số 8. Tại vì trong URT nó có hai chuẩn, nó có hai số hai cách truyền là gì? Truyền 8 bit hoặc là truyền 9 bit. Nên là cái đó mới ấy nha. Không kiểm tra chẵn lẻ thì parity nó là chữ N. Rồi, tiếp theo phía vi điều khiển 1 thì các bạn có hai nút nhấn. Vi điều khiển 1 thì có hai nút nhấn được gắn vào B0 và B1, một nút là run, một nút stop. Mà khi nghe trong đầu mà có một cái nút run, một nút stop thì bao giờ cũng vậy, cho nó một cái gì, một cái thằng trạng thái SS hay là cho một cái trạng thái một bit là được rồi ha. Và sử dụng một led blink bên vi điều khiển hai nhấp nháy, tức là hai cái nút này nó sẽ cho phép cái led blink nhấp nháy, nhấn run thì nhấp nháy, nhấn stop thì tắt ngay lập tức, nhớ nha, nhấn run thì nhấp nháy nhưng mà nhấn stop thì tắt ngay lập tức. Cái từ này nó rất là quan trọng, tại vì các bạn không giải được cái từ này thì coi như cái bài này bỏ luôn. Cái bài này quan trọng nhất là chỗ này, mà các bạn giải không tới chỗ này á thì hầu như các bạn mất điểm rất là lớn, nên là các bạn phải khéo chỗ này một xíu ha. Khi mới bật điện thì mặc định led tắt. Rồi, phía vi điều khiển 2 thì có một nút up down để điều chỉnh thời gian nhấp nháy cho led, và thời gian nhấp nháy sáng tắt bằng thời gian sáng bằng thời gian tắt, nhớ nha, thời gian sáng bằng thời gian tắt, và đơn vị của nó sẽ tính bằng giây, hiển thị được một, nó hiển thị lên một cái led 7 đoạn ở bột D. Điều này có nghĩa là gì? Cái dữ kiện này nó sẽ cho giúp chúng ta là gì? Thời gian nhấp nháy chỉ từ từ 0 cho tới 9 thôi, tại vì trên một led 7 đoạn chỉ có thể hiển thị được một cái số là từ 0 đến 9 thôi. Nên là cái nút up hoặc nút down này nó chỉ có thể chạy từ 0 đến 9. Nhớ nha, nút up hoặc nút down nó chỉ có thể chạy từ 0 đến 9 thôi. Ngoài ra thì nó không chạy thêm được. Đó là cách mà các bạn phải phân tích được cái đề á. Thì khi các bạn phân tích được cái đề, các bạn sẽ làm tốt cái bài tập này. Còn nếu các bạn phân tích cái đề không ổn thì các bạn sẽ làm cái bài tập này rất là khó khăn.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi viết chương trình này ha. Trước tiên thì mình vẽ phần cứng, cái này mình save lại. Ở trong ngoài. Đây là đề của ngày 23 tháng 6. Đây là một cái đề cũng khá là khó khăn đó. Nếu như các bạn 2021. Này là câu 2. Nếu các bạn không có vững á thì khi vẽ nha, các bạn lưu ý nha. Khi vẽ cái này á các bạn nên vẽ hai cổng cơm đối lập với nhau thì nó sẽ ok hơn. Nhớ nha. Các bạn nếu mà chỗ này nè, mình vẽ hai cổng cơm đối lập với nhau cũng được. Còn không thì nếu như các bạn nào lười quá thì các bạn sẽ vẽ như thế này. 8 7 7. Mình cho hai này đối lập với nhau. À, như này. Nhớ nè, cái TX của con này sẽ đấu qua RX của con kia và RX của con này nó đấu qua TX của con kia. Nhớ nha, TX RX. Nhưng mà nếu mà khi các bạn vẽ thì cái đầu này sẽ là một cong cơm. Đầu này sẽ là một cong cơm. Tại vì ở phía trong giữa này nè, nó có một cái sợi dây cáp. Nhớ nha. Chứ nếu mà các bạn vẽ như thế này thì mình không biết là các thầy sẽ chấm điểm như thế nào. Nên là trong cái đề nó có điểm của nguyên lý. Nên mình nghĩ là chỗ này các bạn sẽ vẽ hai cong cơm. Cong cơm thứ nhất, cong cơm thứ hai, hai cong cơm này đối lập với nhau là được. À, có hai nút nhấn. Một nút gắn vào B. B0 B1 nè. Nút thứ hai B0 B1 hết luôn. Rồi cái này mình cũng có hai nút nhấn. Nút này á đặt tên là run, R-U-N. Nhớ là đặt tên cho trúng theo với yêu cầu ha. Stop. Nút này là RST. Rồi, bên này cũng vậy. Hai nút. Này nó còn một con led bảy đoạn nằm bên bên trong nữa. À, hai nút. Mình lấy thêm một cái con led bảy đoạn 7S area node. Đây. Lấy đại con này đi. Khi các bạn vẽ led bảy đoạn các bạn nhớ là vẽ thêm cái red nha, các bạn thiếu cái red cũng bị trừ điểm luôn. Red này thì mình chọn là 330. Thôi lỡ rồi vẽ cho, nhưng mình vẽ luôn cái phần này cho mọi người. Rồi cái này các bạn đấu lên chữ D0 nè. D1, D2. Cho nó thành một cái đường thẳng luôn đi. Đó. Cái này nó không phải là nó đi theo một cái đường đâu, nó cắt ra. Nhưng mà mình mấy công mình thôi để mình kéo ra đi. Để nhiều bạn nhìn vô cái vẽ sai nữa. Nó cắt ra như thế này nè. Rồi, cái chân này thì lên VCC. LED thì các bạn có thể dùng anode hay cathode, nhưng mà cái mã bảy đoạn thì mình dùng là mã anode nên là mình gắn LED anode. Rồi, ok. Này cũng nên thêm cho nó một cái nút reset cho nó đầy đủ ha. Đó. À, reset bên kia chứ, tự nhiên bên này đâu. Rồi, ok. Đó. Hai cái này truyền với nhau bằng UART rồi. Bên này có thì à, còn thiếu một con led. Con led ở bên số 2. Con led nó gắn vào. Ủa sao nó không. Ở đây led không có thấy là ký hiệu vào chân nào hết. À led E0. Mình nhìn thấy đâu, E0. Mình sẽ bóc một cái con led ra. Led blink. Thì các bạn ghi nó là chữ BLINK, ghi nó có tên nó vào nha, chứ không là sẽ bị trừ điểm. Khá là nhiều chỗ các bạn phải dễ bị mắc lỗi để trừ điểm lắm á. Cái này có một điểm thôi mà trừ mỗi lần trừ 0.25 là coi như là hết mắc rồi. 330. Nếu như mà không ấy được thì mình nên dùng ký hiệu này. LED L. Nó gắn vào E không. Rồi ok. Thì bắt đầu chúng ta sẽ đi viết chương trình cho nó. Bên này không phải là run mà bên này sẽ là gì? Nút up. Nút down. Ok.
Đấy, mình sẽ add lại cái chương trình này nha. Chương trình nào mình viết hôm qua. Câu số 2. Câu 2. Ok. Mình xóa hết đi, bỏ hết mấy này đi. Bỏ hết đi rồi mình viết lại từ đầu cho nó dễ. Khi đụng tới cái dạng URT thì cái dạng này cũng là một cái dạng cho điểm. Nên mình không đọc ADC đã xóa luôn. Rồi, thì cái mình giữ lại bấy nhiêu? Tại vì mình lười gõ lại cái này lắm, cái này mình không có nhớ nổi luôn á. Nên là mình sẽ lười gõ. Ở đây mình dùng bit 16F thì mình ấy, cái thứ hai Intrig IO delay mình đang sử dụng là 8 m. Nhớ ha, nhớ là delay này là 8 m nha, chứ bạn dùng là 20 m như bình thường là sẽ bị sai cái yêu cầu đề. Tốc độ bơ 4.8. Tốc độ bơ 4.8. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ đi khai báo thêm một vài cái biến. Đầu tiên mình sẽ định nghĩa trước nha. Define hai nút ngắn, một nút run thì mình định nghĩa nó là run bin B0. Thật ra cái việc định nghĩa này có cũng được, không có cũng không quan trọng lắm. Stop B1. Hết chưa? Bên này chỉ có nút run, nút stop chứ mấy. Bên kia mới có thêm cái con led và link nữa. Rồi tiếp. Mình sẽ khai báo một vài cái biến HIGNADINT32. Như mình nói trong các cái bài trước nha. Nếu như các bạn nào không biết cái biến đó là biến gì thì đẩy hết lên 32 luôn. Quả mất công rắc rối đúng không? Có dấu hay không có dấu thì cứ để INT32 là đủ rồi. Đó. Ở đây mình có một cái biến. Một biến gì để dùng 32 bit ta? Bên này chỉ có run và stop thôi mà, đâu cần đâu. Tôi cứ khai báo một cái biến A, một biến B nào đó đi. Mình không biết nó dùng làm gì nhưng mà có INT1, một cái biến là trạng thái. Nhớ nha, khi nghe mà một có một cái nút run, một nút stop thì bao giờ trong đầu cũng có là chữ trạng thái. Cứ một cái gì mà đối lập với cái kia thì cứ dùng trạng thái một bit là được. Nhớ là đối lập với nhau nha. Ở trong này mình thì mình đơn giản thôi. Mình có hai nút nhắn, mình nhắn run thì nó gửi qua cái gì đó, nhắn stop thì nó gửi qua cái gì đó. Thì đầu tiên á các bạn nên boot một cho cái thằng trạng thái này bằng 0 và các bạn boot C thằng trạng thái này qua. Các bạn boot C thằng trạng thái thì bên kia mình cũng phải nhận là thằng trạng thái này về và con số mình nhận sẽ là 01. Mình kiểm tra nếu trạng thái bằng bằng 0. Đây tầm 7 á, nếu input chứ. Trạng thái tầm 7 không run chứ mình bị liệu thì cho trạng thái bằng 1. Boot trong này luôn đi các bạn, mình boot khi mà cái thằng trạng thái này thay đổi thì mình boot đi, chứ để nó tránh cái trường hợp nó boot nhiều lần. Khi nào mình nhắn thì mình boot một cái thôi, còn không nhắn thì thôi, còn không thì cứ boot ra ngoài. Nếu mà các bạn là sợ nó treo thì cứ boot ra ngoài. Stop trạng thái không. Rồi các bạn kê hết cái đống này xuống. Rồi ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì ở bên này á, cái đề yêu cầu á, bên con vì điều khiển đầu tiên chỉ có hai nút này. Nhắn rên và ấy thôi. Nhắn rên và stop. Còn lại là cho led bên hai. Những cái yêu cầu này, khi nhắn rên thì led chấm nháy là nó nằm bên vi điều khiển thứ hai. Hoặc là khi mới bật điện lên thì led tắt gì đó thì nằm bên vi điều khiển thứ hai hết nha, chứ nó không có nằm ở bên vi điều khiển đầu tiên. Sau khi mình viết xong cho con thứ nhất đúng không, mình save lại thêm một cái file nữa cùng cái câu thứ hai, nhưng mà bên này sẽ là bên thu. Mình thêm cái từ bên thu, sau đó mình mở cái thằng đó lên. Ok, bên thu thì cũng y chang vậy nhưng mà nút này là sẽ là nút up. Run stop. Lúc này sẽ là nút up nè. Lúc này sẽ là nút down. Mình sẽ có cái biến. Mình sẽ có một cái mã bài đoạn, tại vì mình đang sử dụng mã bài đoạn là INT8, một cái mã bài đoạn. Bài. Không x C0 phải không x F9 phải không x A4 phải không x B0 phải không x 99 phải không x 92 phải không x 82 phải không x F8
0x 80 phải 0x 90. Đó, mình sẽ có từ 0 đến 9 trong một cái mã biểu đồ. Rồi, hiện nay mình nên khai báo một cái biến mình sẽ khai báo một cái biến dây nha, ha, một cái biến dây nè. Anh em mình khi mà mình đếm biến dây á thì sẽ có một cái biến dây so sánh thì mình gọi nó là biến dây tạm. Dây so sánh khi nào mà nó chạm cái ngưỡng đó thì bắt đầu nó sẽ đảo, cứ chạm ngưỡng đó thì nó đảo. Thì cái dạng này mình đã chỉ cho các bạn ở cái bài trước rồi. Nếu bạn nào đã từng xem video bài trước thì cái này sẽ là không có quen thuộc. Nhưng mà ở đây là gì? Mình đang đếm dây mà khi nhắn là nó sẽ out lập tức, nên là chắc chắn mình sẽ không có delay được, mà mình sẽ sử dụng thêm một cái biến chạy. Nhớ nha, cứ nghe trong đầu mà thời gian delay càng lớn thì nên sử dụng trung gian là một biến chạy thì nó sẽ ok ha. Còn hoặc là các bạn cũng có thể dùng for cũng được, rồi sau đó break for. Nhưng mà for mà break for mà các bạn làm không kỹ thì nó không có hay, nên là dùng biến chạy này là tốt nhất. Rồi cái chỗ này mình cũng dùng trạng thái luôn, mình giữ nguyên. À, rồi chỗ này mình sẽ có một cái này, nó có rx, rx nó là nhận, các bạn để ý chỗ này một xíu ha. Rx, rx này là nhận, mà rx là nhận á thì cái chỗ vị trí số 7 nè các bạn cho nó là con số 1, các vị trí còn lại các bạn cho nó bằng không là được. Nên là lý do tại sao mình chỗ này mình xét 0x80. Rồi ok, mình viết hai chương trình void, nút nhấn tăng hay là nút nhấn up đi ha. Mình kiểm tra nếu input up bằng bằng không thì delay ship gạch ms ms chứ 20, nếu input up bằng bằng không thì mình sẽ có là gì, dây cộng cộng. Mình kiểm tra nếu dây lớn hơn 9 thì cho dây bằng 9. Mình có thể cho dây bằng, nhớ nha, ở đây mình có trong đầu là gì, một nút tăng một nút giảm, thì khi dây lớn hơn 9 thì cho bằng 9, không có cho quay về bằng không nha, các bạn phải nhớ trong đầu như vậy ha. Input những cái đề này nó sẽ cho các bạn một vài cái mẹo mà các bạn khi các bạn giải các bạn phải rất là dễ bị gặp phải luôn. Nút này tiếp theo là nút down, là mình chỉ cần copy cái chữ down này vô thay đổi này. Rồi cái này sẽ là trừ trừ nhá, mỗi lần tăng một đơn vị, cái này nhỏ hơn không thì cho bằng không. Rồi ok, một nút tăng một nút giảm, còn chỉ cần b hai nút này rồi bỏ xuống dưới thôi, bỏ này đi, nút tăng nút giảm. Đầu tiên các bạn cho dây bằng không, mới khởi động lên thì cho dây bằng không, tại vì cái thứ nhất là gì, cái đề người ta không có yêu cầu là cái thời gian dây mới khởi động lên là bằng bao nhiêu, chỉ biết là gì, thời gian sáng bằng thời gian tắt thôi. Tiếp theo một cái là gì, dây tạm bằng không, cứ cho một cái này, mình cho chạy bằng không ba cái đúng không, mình có ba này, cái con led á nó gắn vào E0, các bạn cũng có thể định nghĩa hoặc là không tùy, không định nghĩa thì thôi, còn nếu mà mình cái này mình định nghĩa thì mình để nó là E0. Cái này là chữ blink, blink, cái con led đó người ta đặt tên là blink. Rồi bỏ con bút này đi, mình không có bút gì qua bên kia hết, cái này chỉ có nhận về thôi, tại vì nếu mà đúng hay hơn á thì nên có phản hồi về á, thì nó sẽ hay hơn, nhưng mà cái này trong cái đề này không có phản hồi về nên là mình sẽ không cần phản hồi về. À, trong URT chỉ cần khai báo bấy nhiêu là được nha, trong cái thằng void main này không cần phải ghi gì hết. Tiếp mình sẽ có một thằng là gì, kiểm tra nếu kb hit, trong URT nó có chương trình ngắt URT, nhưng nếu như các bạn làm không có quen á thì đừng có sử dụng ngắt làm gì hết á, nếu kb hit là được rồi. Sau đó bắt đầu mình sẽ làm gì, mình sẽ khai báo một cái biến để nhận dữ liệu, một cái biến phải nhận nè, một cái biến nữa, mình còn một cái biến để cho con led nó sáng nữa, trạng thái ss, cái biến nhận dữ liệu thì mình có là gì, nhận sẽ bằng get etc. À, mình sẽ nhận cái dữ liệu này về, và các bạn nhớ nha, bên này mình đang sử dụng là số nguyên,
mình gửi đi là bút một cái số nguyên, thì ở bên nhận của mình cũng là gì, mình nhận về cũng là một con số nguyên. Khi nào bên kia các bạn bút về, bút là một con số thật hoặc là các bạn bút một cái kiểu ký tự chứ, thì bên này các bạn phải khai báo nó cái biến này nè sẽ là biến tra. Nhưng mà bên này mình đang không có bút cái biến tra đi, mà mình bút số 0, số 1 đi, tức là mình bút trạng thái này đi. Nên là bên này các bạn cứ để là INT này vô là được rồi. Thật ra cái biến nhận này một bit cũng được, không có nhất thiết gì ha. Rồi sau khi nó nhận cái này, mình sẽ kiểm tra đến bên đầu, mình sẽ cut out nó. Mình kiểm tra nếu như nhận mà bằng bằng một thì mình sẽ làm nhiệm vụ gì? Mình cho thằng trạng thái bằng một và cái biến chạy gì bằng không luôn. Sau đó mình sẽ làm một cái gì nữa? Else. Else thì mình sẽ cho nhận bây giờ tầm bậy à, trạng thái bằng không. Rồi ok, đơn giản như thế. Khúc nhận dữ liệu chứ có bao nhiêu là xong rồi. Mình sẽ trả về cho nó hai cái giá trị này. À. Rồi, bắt đầu ra ngoài này. Mình kiểm tra nếu trạng thái bằng bằng một thì trạng thái bằng một thì làm gì, kiểm tra tiếp tục chạy cộng cộng đúng không, mình sẽ cho chạy cộng cộng, mình delay xếp gạch MS10 đi để cho 10 là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh với đơn vị gì, đơn vị hàng giây các bạn nhớ nha, mình sẽ so sánh với đơn vị hàng giây. Nên là nếu chạy lớn hơn 100, nhớ nha, chạy lớn 100 thì cho chạy bằng không và cho giây cộng cộng. Cái này bạn nào đã từng giải cái yêu cầu này rồi thì sẽ biết ha. Kiểm tra nếu giây mà lớn hơn hay giây bằng bằng với giây tạm chứ thì thì bắt đầu mình sẽ cho trạng thái xếp gạch SS bằng đảo trạng thái. Ở đây là một cái cách viết như thế này. Ngoài cách viết này nó còn một cách nữa mà các bạn không có nhất thiết phải dùng cái kiểu này. Nó rắc rối á, nếu mà các bạn ngại rắc rối á thì các bạn có thể dùng cái lệnh out book toggle l sao đúng không? Các bạn dùng out book toggle nha. Các bạn gắn vào cái chữ là Berlin là xong. Các bạn không cần phải cái biến này luôn. Ý là trạng thái test cho bằng đảo trạng thái test. Nhưng mà nếu các bạn giải quyết cách này á, thì nó không có hợp lý, nó tức là nó không có được rộng lắm. Nên là mình sẽ ít có giải quyết cách này, nhưng mà nếu mà các bạn nào cần thì mình các bạn ấy thì mình qua thử cái đúng cái chữ Togo này không có chứ. À bút Togo chắc đúng rồi. Đánh đúng không? Sai rồi. Đánh bị sai rồi nè. Mình đánh bị sai chữ Abu Togo. G L E chứ không phải là L. Đó, các bạn có thể là gì? Một, các bạn sẽ dùng là trạng thái bằng đảo trạng thái. Sau đó bắt đầu ra ngoài các bạn sẽ tính cái giá trị này, còn không á thì các bạn chỉ làm nhiệm vụ là out toggle là được. Sau đó các bạn cho dây bằng không, nhớ là cho dây bằng không chứ không có cho dây tạm bằng không nha. Thì ở trên này mình sẽ chỉnh lại cái chỗ này, nhớ thì cái chỗ này dây thì cái chỗ này mình sẽ cho là dây tạm đi, dây tạm nè, dây bằng dây tạm thì mình cho dây tạm bằng không, nhớ là xong. Cái nào cũng được nhưng cái đó là do mình thôi. Rồi nó chạy miết đến khi nào mà cái thằng này cho chạy bằng không. Rồi ok. Đến khi nào L. L tức là trạng thái nó bằng. Đấy thì mình sẽ output low blink. Mình tắt nó đi. Mình cho trạng không phải trạng thái mà cho biến dây T bằng 0. Ra mình chưa có hiển thị cái biến dây này ra thì mình nên hiển thị cái ra. Mình output D thôi. Cái này là mã bay đoạn vị trí thứ thứ dây tạm chứ dây chứ không phải là dây tạm nha, mình nhầm ha. Dây là xong, chỗ này delay trong này thì mình cũng nên delay ngoài này một xíu đi cho nó trễ trễ xíu, đừng có để nó chạy nhanh quá. Rồi ok, hai cái, một cái nè, nó báo cho mình một vài cái thằng này. Mình để nó là ai các bạn, SIG rồi đây à, các bạn nên dùng là sai hả, tại vì khi các bạn dùng sai á thì cái biến mình sẽ là biến không, biến mình sẽ là biến có dấu, tại vì mình so sánh với con số nhỏ hơn không, nên là biến mình biến có dấu là được. File project build mình nạp vào con thứ nhất chương trình 8 me thì nạp cái video khi nó không có chữ thu
Ok, con thứ hai thì là có chữ thu là chỉnh thành 8. Ok, từ từ cái này mình thiếu một xíu là đòn đầu tiên mới đầu mới chạy lên á, mình nên tắt led này đi. Tắt đâu rồi cái này nếu mà kỹ thêm một tí nữa đây hả, mình kỹ thêm một tí là gì, nếu mà dây bằng không mình kiểm tra cái điều kiện chỗ này, mình kiểm tra điều kiện chỗ này trước. Nếu thằng này nếu mà mình kiểm như vậy á thì nó sẽ bị vướng cái nào ta, thằng này là bê xuống thằng eo đi, tại vì khi dây bằng không thì nó cũng tắt thôi, nó sẽ kỹ kỹ một xíu để cho nó cái điều kiện mình nó chặt chẽ thôi. Rồi mình sẽ dùng điều kiện O nè, dây bằng bằng không, khi trạng thái bằng không hoặc là dây bằng bằng không, hai thằng này một trong hai thằng xảy ra thì bao giờ led của mình nó cũng tắt hết. Khi nó bằng một và dây của mình nó không còn bằng không thì lúc này nó mới làm chuyện này để mình áp điều kiện cho nó chặt chẽ xíu á, chứ dây bằng không thì tất nhiên là thời gian sáng bằng thời gian tắt mà nó bằng không hết rồi thì nó không được chặt chẽ ha. Mình chạy thử coi. Rồi mình chạy lên á thì bên này nó sẽ bằng không, mình có thể tăng lên một bằng hai gì đó hoặc là mình sẽ giảm xuống gì đó. Rồi sau đó mình nhấn vào nút Run nha. À, nhấn nó không chạy, mình sẽ kiểm tra sơ một vài, nó không chạy các bạn, go bên này nè, nãy mình đặt cái chỗ này là 1 bit á, các bạn đưa lên 8 bit thử nha. Chỗ này mình đưa lên 8 bit, cái biến nhận của mình á mình cũng đưa xuống 8 bit luôn. INT8 một cái biến nhận. Mình đưa xuống 8 bit thử nó có chạy được hay không. Bên này mình boot. Boot qua là 8 bit. Nó cũng không có sáng được, nó không... À mình tăng cái này lên chứ. Ngọt chứ. Rồi nó cũng không sáng luôn. Nó không sáng thì bây giờ chỉ còn cách là mình sẽ gửi nó bằng string thôi. Mình ẵng này đi. Mình boot brntf, mình gửi bằng string cho nó dễ ha. Mình truyền vào con số 1. Bên này sẽ truyền qua là con số 0. Ẵng cái hàm boot này đi. Mình boot qua string cho nó dễ. Rồi nãy như là mình chưa có. Cái này nó rắc rối là cứ hai chương trình cứ bắt đầu mình phải chạy tới chạy lui á. Ở chỗ này mình chuyển thành biến chạp. Mày mất file project này chứ không là nó sẽ không có build được. Mình truyền vào số 1. Chạp thì các bạn nhớ là cho nó nằm ở trong dấu nháy nha, chứ không là nó sẽ gửi bị sai. Nhầm bị sai. Bằng 0 bằng 1. Đó, nó chạy được rồi nè. Nó không có chịu cái string, à nó không có chịu cái chế độ boot hình như là cái 8 bit á, do cái chỗ nào nãy mình quy định 8 bit á. Rồi mình có thể tăng này lên, nhưng mình tăng lên 3 giây thì thằng này nó sáng 3 giây sau nó mới tắt nha, hoặc là nó đang sáng nè, rồi để cho nó sáng lại đây mình nhấn stop cái, nhấn stop cái thì nó không dừng, nó dừng chưa, chưa. Có nghĩa là cái chỗ nút stop mình á, mình cho trạng thái bằng không nè, trạng thái bằng không rồi mà. Rồi cái này mình giảm này xuống, mình giảm cái delay này xuống thấp nhất có thể luôn, mình đưa này lên 1000, mình giảm cái delay này xuống một xíu nha, tại vì cái lúc mà nó đang delay này này mình nhắn thì bên này nó không có nhận được. Còn các bạn nào muốn chắc chắn á thì đưa nguyên cái cụm này vào cái chương trình ngắt thì nó sẽ ok hơn. À, mình test lại nha. Nhấn tăng đi. 3 giây. Nhấn rên. Thì 3 giây sau nó sáng. Nhưng mà khi nó đang sáng mình nhấn stop nó dừng này, thấy không? Tức là khi các bạn giảm cái thời gian delay đó xuống thì ở đây nó vẫn chưa đủ nha. Nếu như mà vậy thì nó lại không hay á. Thì các bạn đút cái chương trình này nè vào chương trình ngắt. Mình nếu như mà các bạn nào muốn là gì, ở đây mình sẽ có một cái trạng thái nè, các bạn thấy nha, mình tắt đi, mô phỏng lại ha,
thì mình lên bằng 1, bằng 2, mình cho lâu lâu xíu. Thì bằng 7 đi nha, mình nhắn rên cái nè. Thì 7 giây sau cái con led này nó mới sáng. Nhưng mà bây giờ người ta yêu cầu là gì? Khi mình nhắn rên bên kia là con led bên này nó sẽ sáng liền. Mình nhắn rên bên kia thì con led này nó sáng liền. Thì bắt đầu mình sẽ đó, các bạn thấy 7 giây sau nó mới sáng. Và bây giờ muốn nhắn rên nó sáng liền thì các bạn chỉ đưa vào đây nè. Các bạn bóc cái hàm toggle nè. Nhớ là dùng toggle nha. Các bạn bóc cái hàm toggle này dùng bỏ vào đây. Khi mình nhắn rên thì nó sáng liền. Còn khi mình nhắn ấy thì nó tắt. Thì mình có thể bóc nó dục vô đây. Nó xảy ra nhanh hơn một xíu. Mình chạy cái điều kiện cho chặt chẽ một tí mà. Rồi ok. Mình tăng này lên. Mình nhấn rên cái thì nó sáng liền thấy chưa? Và 3 giây sau nó sẽ tắt. Cái này là cái để gì? Để mình fix cái điều kiện cho nó chặt chẽ một xíu. Chứ không có cái gì gọi là lớn hết ra. Nhưng mà nó là sáng mình nhấn stop cái thì nó tắt liền. Rồi. Nếu như các bạn nào thấy hay thì các bạn cho mình một like ủng hộ ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.